Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phim hoạt hình mang tên Băng Hỏa Ma Chú. Mở đầu giới thiệu là các nguyên tố ma pháp, băng, lửa, gió, đất, không gian, ánh sáng và bóng tối tồn tại giữa trời đất. Chỉ có những người thừa kế của ma pháp sư mới có thể tự do điều khiển. Ở bên ngoài thành đô thiền, đế quốc Hoa Dung, một người tu hành ma pháp đã nhiều năm, tên là Dung Niệm Băng, đang còn quyết chiến với Thổ Long Vương. Hắn ta khiêu khích Dung Niệm Băng rằng đối diện với tuyệt vọng mà vẫn đột phá cực hạn được. Dung Niệm Băng tức giận, đọc thần chú thi chuyển ma pháp, rồi triệu hồi nhiều nguyên tố tấn công đối thủ. Chưa rõ kết quả ra sao thì phim đã chuyển cảnh tới 10 năm trước. Tại đại điện của Tháp Băng Thần, Dung Thiên, phụ thân của Dung Niệm Băng đang ra sức chiến đấu với đám thuộc hạ phía trong đại điện để ngăn cản việc thừa kế thần vị băng linh của mẫu thân Dung Niệm Băng. Trước mặt nàng ta là một khối ngọc thạch màu xanh lục. Một khi nàng ta cầm nó thì việc kế thừa sẽ được bắt đầu. Lúc đấy có hối hận thì cũng không thể quay đầu được nữa. Sau khi hai cha con Dung Thiên đã vào được bên trong đại điện, thấy băng linh đang đau đớn kế thừa thần vị không cách nào thoát ra được, thì hắn ta lập tức xuất chiêu diễm long thuật ngăn cản việc kế thừa. Thấy vậy, Băng Lỗ, đại tế tư của Tháp Băng Thần, lập tức tung tuyệt chiêu tạo ra nhiều khối băng sắc nhọn, nhốt hai cha con Niệm Băng lại. Sau đó, ép băng linh phải tiếp tục thực hiện nghi thức kế thừa thần vị, công việc đó không thể gián đoạn. Dung Thiên rất tức giận, triệu hồi ma pháp phá vỡ hết những khối băng rồi điên cuồng tung chiêu, bắn hành vào mặt kẻ nào chặn được, biến đám thuộc hạ của Băng Lỗ thành trò bụi. Băng Lỗ tức giận lao tới tấn công hai cha con Dung Thiên. Những mũi tên băng sắc bén xuyên thủng cả hỏa tường thuật, đâm thẳng vào người Niệm Băng. Thấy con trai bị thương, băng linh tức giận thề nguyện tuyệt đối sẽ không bao giờ kế thừa một pháp băng thần như vậy. Nàng ta xuất thủ hàn băng chi trướng để bảo vệ hai cha con Dung Thiên, rồi lao tới tấn công Băng Lỗ. Dung Thiên không cam chịu để vợ chiến đấu một mình nên cũng xuất thủ hỗ trợ với một bàn tay lửa lao tới bóp chặt Băng Lỗ. Tuy nhiên, ở trên không trung xuất hiện một người, đó là sư phụ của băng linh tên là Băng Khiết. Nàng ta khống chế Dung Thiên rồi triệu hồi mũi giáo của thần băng lao tới đâm xuyên người ông. Uất ức vì phu quân của mình bị đánh trọng thương, băng linh thề nguyện tha phản bội Tháp Băng Thần rồi bị phong ấn không bao giờ hóa giải được, cũng không phụ người mà nàng yêu. Băng linh xuất thủ đỡ chiêu của Băng Khiết, vậy nhưng sức của nàng ta quá yếu, sợ không đủ thời gian để chống đỡ, nàng ta liền ném băng ngọc thạch đầy hai cha con Dung Thiên đi xa khỏi đại điện, còn mình thì bị đông cứng vĩnh viễn. Vì bảo vệ Dung Niệm Băng mà Dung Thiên đã tạo ra một cánh cổng không gian rồi ném cậu bé vào bên trong đó, còn mình thì ở lại chiến đấu với đám người của đại tế tư. Niệm Băng được cánh cổng không gian đưa tới sông Thiên Thanh, và nhưng không ngờ rằng thuật dịch chuyển mà pháp hỏa lại để lại dấu vết quá rõ ràng, khiến cho băng gian đã tìm được đến nơi của Niệm Băng. Đang định giết chết hắn thì Băng Lỗ xuất hiện ngăn cản lại, vì trong tay Niệm Băng đang còn giữ viên đá của nữ thần Băng Tuyết. Bị ép buộc phải giao viên đá đến bước đường cùng, Niệm Băng đành nhảy từ trên vực rơi xuống một cái hồ. Cứ tưởng rằng sẽ phải về đất mẹ, vậy nhưng ý chí trả thù cho cha mẹ sục sôi trong người khiến Niệm Băng phải quyết tâm sống tiếp. Ở trong rừng đào hoa của đế quốc Băng Nguyệt, xuất hiện một người tên là Cha Cực. Ông ta đang đi bắt cá ở ven sông. Cứ tưởng rằng cá mắc vào lưới, khi kéo lưới lên thì mới bàng hoàng phát hiện bên trong lưới không phải cá mà là một cậu nhóc. Một lúc sau Niệm Băng tỉnh dậy, Cha Cực nấu bát cháo rồi bưng lên cho Niệm Băng. Hắn bàng hoàng sợ hãi không biết ông ta là ai. Cha Cực giải thích và cho biết chính ông là người đã vớt hắn từ dưới sông lên. Điều này khiến Niệm Băng cảm kích. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, vậy nhưng hắn lại không dám kể chuyện của mình vì sợ rằng Tháp Băng Thần ở đế quốc Băng Nguyệt có uy danh rất lớn. Nếu nói mọi chuyện với đối phương thì e rằng ông ta sẽ báo lại với Tháp Băng Thần. Một tháng sau đó, Niệm Băng không ngừng luyện tập hỏa đao thuật nhằm báo thù cho cha mẹ. Trong lúc luyện tập, hắn phát hiện ra viên đá của Băng Tuyết Nữ Thần có thể cường hóa được thể chất của Băng Tuyết. Ngoài trừ ma pháp hỏa hệ ra thì bây giờ còn có thể sử dụng được ma pháp hệ băng. Bỗng nhiên, có một cô gái chạy ngang qua. Thấy khả nghi nên hắn liền đuổi theo. Trường khí độc khí trong rừng đào hoa vô cùng mạnh, người thường không thể nào tiến vào. Nàng ta không nói một lời nào mà lao tới tấn công Niệm Băng. Thần lực của đối phương cũng rất mạnh, sau vài chiêu mà đã hạ gục được nam chính của chúng ta rồi nhanh chóng rời đi. Trong tay của Niệm Băng là chiếc khăn che mặt và cũng phát hiện ra được rằng ma pháp nàng ta sử dụng chính là đấu khí. Quay trở lại nhà Cha Cực, hắn lại tiếp tục phụ giúp ông ta làm việc. Hai người vào trong nhà ngồi ăn cơm. Niệm Băng kể cho Cha Cực nghe chuyện bàn nãy gặp được một cô gái ở trong rừng. Cha Cực nói rừng đào hoa này toàn là chướng khí, nếu không có thuốc giải độc thì không thể ra ngoài được, nên ông ta không tin lời Niệm Băng kể. Ông nói rằng mình đã ẩn cư ở đây nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa từng gặp người khác. Cha Cực khẳng định rằng nam chính đã ở trong rừng quá lâu, thuốc giải độc mất tác dụng nên mới bị chướng khí ảnh hưởng mà sinh ra ảo giác. Niệm Băng nghĩ không thể giấu Cha Cực mãi được nữa.
hắn cố gắng thuyết phục ông ta rằng mình không bị mất trí nhớ. Còn về phần tại sao lại đi tới đây thì hắn không thể nói nên đành bịa ra câu chuyện. Cả nhà bà Ngồi đang đi chơi trên núi thì gặp phải thổ phỉ, bọn chúng không chỉ cướp tài sản mà còn ra tay đánh người. Phụ mẫu vì bảo vệ hắn mà bị chúng giết chết. Vì muốn cho Niệm Băng vui vẻ hơn nên ông ta quyết định sẽ nấu cho hắn đồ ăn ngon bằng mỹ thực đỉnh cao dùng thần nhẫn để làm. Ông lấy ra một thanh hỏa nham đào rồi dẫn hắn xuống dưới bếp, sau đó dạy cho Niệm Băng biết rằng ăn không chỉ để no bụng mà là để trải nghiệm. Một món ăn ngon không chỉ khiến người ta thỏa mãn tâm linh mà còn có thể mở ra ngũ cảm của con người, mang tới cảm nhận chưa từng có. Cha Cực hỏi Niệm Băng rằng đã từng nghe nói tới quỷ chủ thần chưa, được biết quỷ chủ thần được người đời gọi là người đứng đầu trong ngũ đại chủ thần. Thuở còn nhỏ làm tạp vụ ở Kỳ Hương Tử Lầu nổi tiếng nhất của đế quốc Tề Lỗ. Sư phụ nói với ông ta rằng chỉ có cảm ngộ mới là con đường tu hành chân chính nhất. Vậy nên, ông ấy đã đi khắp ngưỡng quang đại lục để rèn luyện với các đầu bếp đỉnh cao nhất. Trong quá trình đó, ông ta không ngừng sáng tạo ra những kỹ nghệ chỉ thuộc về riêng mình. Cuối cùng, trong cuộc thi chủ thần, ông ta đã chiến thắng liệt chủ thần Thiên Cửu, đại chủ thần Tử Tu, linh chủ thần Nàng Nghiêm, diệu chủ thần Minh Tu rồi trở thành người đứng đầu trong ngũ đại chủ thần. Người đời gọi ông là quỷ chủ thần Cha Cực. Niệm Băng thử món thịt đào hoa mà ông Cha Cực vừa mới làm là thịt cắt miếng rồi được hôn cháy. Hắn vừa đưa miếng thịt vào miệng đã cảm giác như đang được thiêu đốt, vị giác nồng cháy. Miếng thịt vừa cay vừa tê cho vào miệng liền nhanh chóng tỏa ra mùi thơm của lửa. Nhưng sau khi nhai kỹ lại cảm thấy đậm đà mà không bị bỏng. Hắn cảm nhận được trong lồng ngực có một cỗ ý ấm, giống như có một tia lửa được trồng trong tim. Hắn phát hiện ra mình có thể cảm nhận được nguyên tố hỏa ma pháp. Đây chính là trải nghiệm cảm quan đột phá mà ông ta nói tới. Luồng sức mạnh ma pháp rực cháy xung quanh người nam chính. Điều này khiến cho Cha Cực phát hiện ra hắn chính là ma pháp sư hệ hỏa. Ông mừng rỡ tiến lại gần Niệm Băng, một pháp sư đến sừng hoa đào một cách trùng hợp như thế thì chắc chắn là sự sắp xếp của vận mệnh. Hóa ra Cha Cực đã đợi ma pháp sư hệ hỏa từ rất lâu. Niệm Băng nghe xong liền sợ hãi bỏ đi, hắn không biết tại sao ông ta lại tìm kiếm hỏa pháp sư và cũng sợ rằng đối phương biết tháp băng thần tìm mình. Nhưng sau khi suy nghĩ, bây giờ đã không còn nơi nào để đi. Cái mạng nhỏ này cũng là do Cha Cực cứu về nên hắn quyết tâm quay về hỏi ông ta lý do vì sao lại tìm kiếm pháp sư hệ hỏa. Ông nói rằng tiếc nuối duy nhất trong đời chính là không thể dùng phép thuật để nấu ăn. Trước giờ ông luôn có nguyện vọng, đó chính là tìm kiếm một pháp sư làm truyền nhân. Ông Cha Cực ngỏ ý muốn nhận Niệm Băng làm đồ đệ của mình. Ông cũng biết hắn muốn mạnh lên để trả thù cho cha mẹ. Thấy Niệm Băng chần chừ suy nghĩ, ông liền dắt cậu bé vào nhà rồi lấy ra một thứ có thể giúp xóa đi được ký ức. Đó chính là cuốn phép thuật mà năm xưa ông ta đã dùng các món ăn chú xanh để đổi lấy. Vốn dĩ Cha Cực có thể dùng cho bản thân mình, vậy nhưng ông ta quyết định nhường nó cho Niệm Băng. Bên trong cuộn ma pháp có ẩn chứa thuật thôi miên cao cấp, có thể xóa đi những ký ức đau buồn. Ông muốn Niệm Băng quên đi quá khứ, chú tâm vào học bếp núc, đợi tới khi pháp lực đủ mạnh thì thuật thôi miên sẽ tự động hóa giải. Niệm Băng nói sẽ từ từ suy nghĩ lời đề nghị học bếp núc của ông, vậy nhưng từ chối sử dụng cuốn ma thuật vì hắn không muốn quên đi quá khứ của bản thân, vui vẻ hay đau khổ cũng đều là ký ức của hắn. Hắn cũng không muốn quên đi người quan trọng nhất trong đời mình. Hắn đem trả lại cho Cha Cực cuốn ma pháp. Ông ta thấy lời cậu bé nói đúng nên đã ném cuốn ma pháp vào bên trong đống lửa. Sáng ngày hôm sau, hắn nhận ra việc tu luyện ma pháp không có đường tắt mà chỉ có thông qua suy nghĩ, không ngừng tiếp xúc với các nguyên tố phép thuật mới có thể tích lũy được pháp thuật trong cơ thể. Hắn nhớ lại món thịt mà Cha Cực đã làm, cuối cùng phát hiện ra rằng phép thuật kết hợp với bếp núc sẽ có sự tiến bộ vượt bậc. Vì điều này, nam chính đã chủ động tới gặp Cha Cực rồi quỳ xuống xin ông ta nhận mình làm đồ đệ. Có người gọi mình bằng hai tiếng sư phụ, ông ta vô cùng vui mừng. Cuối cùng thì những tuyệt kỹ của mình cũng có truyền nhân rồi. Trước tiên, ông muốn xem thử năng lực phép thuật của Niệm Băng đã đạt tới trình độ nào. Niệm Băng không ngần ngại biểu diễn, xuất sai chiêu thức hỏa đào thuật. Ông ta không ngờ rằng tên nhóc này còn trẻ tuổi nhưng pháp lực đã vượt qua pháp sư sơ cấp, đúng là có thiên phú hơn người. Không dừng ở đó, Niệm Băng tiếp tục ra vẻ biểu diễn tuyệt chiêu bằng nhẫn thuật, chém gãy cành hoa đào khiến cho Cha Cực chỉ biết trố mắt ra vì quá kinh ngạc. Không thể ngờ rằng hắn lại là ma pháp sư hai hệ. Hỏa ma pháp là phép thuật cơ bản của việc dùng phép thuật để nấu nướng, bằng ma pháp có thể giúp đỡ nhiều hơn cho việc nấu ăn, dù không thể kết hợp cả hai cùng một lúc. Vậy nhưng, chỉ cần dùng được hai loại phép thuật này thì cũng đủ để nấu được các loại món khác nhau. Không thể đợi hơn được nữa, chọn ngày chỉ bằng hôm nay, ông lập tức dạy hắn nấu ăn, bắt đầu từ hôm nay phải học những cái căn bản nhất.
Muốn trở thành đầu bếp đủ chuẩn thì phải nắm chắc được ba loại kỹ thuật là dùng dao, nêm nếm, kiểm soát lửa, thiếu một cái cũng không được. Có được nền tảng vững chắc, lại cộng thêm việc nắm bắt được các đặc điểm của các nguyên liệu thì mới có thể phân biệt được điểm khác biệt của từng món ăn. Trong quá trình học không ngừng tích lũy kinh nghiệm cho tới khi trở thành đầu bếp siêu cấp mới có thể sử dụng được kỹ năng nấu nướng để khám phá giới hạn của giác quan. Món ăn đầu tiên mà ông dạy là món canh cá minh diễm. Niệm bằng xuất ra nguyên tố lửa rồi điều khiển lửa nấu chín canh cá, với chín tới thì lại xuất nguyên bằng để làm lạnh. Cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần khiến cho băng hòa ma pháp trong người trở nên xung đột với nhau. Niệm bằng không thể khống chế hai loại ma pháp này được, khiến cho hắn bị ngất đi. Chắc cực thấy thế liền hoảng hốt đưa hắn đi nghỉ ngơi. Trong tiềm thức của nam chính lúc này xuất hiện hai viên đá nữ thần băng tuyết và nữ thần hỏa diễm. Đây là hai viên đá quý có thể giúp hắn tăng thêm sức mạnh. Vậy nhưng pháp lực tăng lên quá nhanh, có thể sẽ khó giữ được sự cân bằng cho hai nguyên tố. Niệm bằng nhớ lại lời cha dặn rằng không ai có thể sở hữu cùng lúc hai loại phép thuật cực đoan này. Bây giờ điều đầu tiên mà hắn có thể làm đó chính là cố gắng kiềm chế kiểm soát hai loại ma pháp. Niệm bằng tỉnh dậy đi tìm cha cực thì nghe ở dưới nhà có tiếng động. Cứ tưởng rằng là lính của tháp băng thần đã đuổi tới, vậy nhưng hóa ra lại là cô gái tóc đỏ lần trước đụng mặt ở rừng hoa. Bị nam chính phát hiện, nàng ta liền chạy ra ngoài. Cả hai chiến đấu với nhau, niệm bằng xuất thủ bằng pháp chống đỡ thì bị nàng ta lao tới cho ăn một khối ngay giữa bụng. Cứ ngỡ rằng đối phương là truy binh do tháp băng thần phái tới để giết mình, nên niệm bằng liều mạng xuất chiêu tấn công. Đáng tiếc là không làm gì được cô ta. Điều này càng khiến cho cô bé kia thêm tức giận nên xuất ra hỏa đầu khi tấn công. Sau đó giải thích rằng mình không phải là người của tháp băng thần phái tới mà chỉ muốn tới đây lấy lại đồ của mình. Hóa ra cô bé này tới đây để đòi lại cái khăn che mặt mà lần trước bị nam chính lấy đi. Niệm bằng trả lại đồ cho cô bé rồi ríu rít xin lỗi. Vậy nhưng đối phương nhất quyết không chịu đi, vì thế hắn xin lỗi mà không có chút thành ý nào cả. Cô bé nói muốn nếm thử canh cá coi như đó là bồi thường. Niệm bằng cũng nghe theo, hắn vào bếp nấu canh rồi mang ra cho nàng ta ăn. Mùi thơm ngon của canh cá khiến đối phương không cưỡng lại được, dùng một hơi húp một phát hết sạch. Đây có lẽ là món ăn ngon nhất mà nàng từng được ăn. Được nữ nhân khen ngợi nên hắn liền xấu hổ đỏ mặt. Nếu như đây là lần đầu tiên mà hắn xuống bếp thì nàng ta chính là vị khách đầu tiên. Hai người ngồi tâm sự với nhau, hóa ra cô bé đến đây là để tu hành. Nàng kể chuyện mình cùng người trong gia tộc vừa du lịch ngũ đại đế quốc vừa đi tu hành. Mấy hôm trước đến đào hoa lâm, cảm thấy chán nên đã tự mình đi ra ngoài. Nếu như muốn về thì chỉ cần thổi sáo thì người trong gia tộc sẽ tới đón. Nàng đưa sáo cho niệm bằng thì hắn lại thổi sáo ngay. Cô bé thấy vậy liền hốt hoảng bỏ đi vì sợ người của gia tộc sẽ tới đây. Sáng ngày hôm sau, hắn lại xin phép cha cực luyện nấu ăn. Nhớ lại trận đấu với cô bé tóc đỏ, hắn nhận ra được cách điều khiển ma pháp rồi áp dụng cho nấu ăn. Băng hòa như thế cứ thi nhau thay đổi, cuối cùng món canh cá cũng thành công. Kể từ đó, bất kể là ngày hay đêm, nam chính đều không ngừng luyện tập chủ nghệ. Sành thì ngồi thiền, sau đó lại đi vào bếp học nấu ăn, che củi, bắt cá để thân thủ ngày càng linh hoạt, nhanh nhẹn hơn. Cứ như thế mà sự cân bằng băng và hỏa trong cơ thể đã phân bố đều ở hai bên, tạm thời sẽ không xung đột phản hệ. 3 năm sau, thân thủ của niệm bằng nhanh nhẹn tới mức đã có thể chè củi đều như tơ. Hắn vui mừng chạy vào khoe với cha cực. Ông ta nói rằng đã tới lúc nên cho niệm bằng một thanh đao thuộc về mình rồi. Vậy nhưng trước hết, hắn vẫn phải thông qua khảo nghiệm của một người thợ rèn. Nội dung video tới đây là hết rồi. Nếu muốn mình tiếp tục làm về bộ phim này, hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.